Bây giờ đội quân của Ken đã có hai con khủng long các bạn ạ. Bây giờ của mẹ Ken thì phải có nhiều hơn. Đây, đội quân của mẹ Ken. Mình giết thật, mình giết để con đếm rồi xem máy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rồi. Ok, 7. Đây, đội quân của mẹ hôm nay là có con này nè các bạn nè. Con này là vĩ đại nha. Đây, để đây. Còn có thêm một cái chú này là Ken đã nhường cho mẹ, đó là Superman, Spiderman nè, đó Ken nhường cho mẹ nè, đây hai. Và vẫn như cũ lần trước, tập trước đó là chú chó. Chú chó này rất mẹ là mẹ tiêu. Có nhường cho mẹ cái xe này nữa. Ok, Ken đã nhường cho mẹ thêm một chiếc xe ô tô này nữa để chở cái con cú này. Con nhường cho mẹ cả cái này. Con nhường cho mẹ luôn cả khủng long luôn đúng không? Rồi, khủng long màu xanh và khủng long màu tím này. Tại sao con hai vẫn còn đông? Tại sao con hai đồ chưa? Đó. Đồ quân của con vẫn còn đông nữa, để con xem con đếm mẹ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. Thêm nữa, okay. Con chạy cho mẹ là 10 thôi. Ok, cho mẹ thêm mẹ con nhiều cá heo. Thế nha. Cá heo này nó bơi dưới nước cho nên mình phải cho nó lên trên cái ô tô này đứng đi. Thôi, để dưới đi. Ok. Rồi, tại sao con thấy tại sao con thấy cái người này sợ quá. Bắt đầu bây giờ ai ra chiến trận trước đây? Cho nên con sẽ cho cái con khủng long với người lắp ráp này với tất cả các anh em này nữa. Rồi, các anh em nào lên chiến đấu khủng long, tất cả anh em vào trường đại giống mà lại chơi giống lúc nãy ạ. Chinh vào trường khủng long này ra cho trận trước đúng không? Con nào to nè, con nào ra trận trước thì mẹ còn con khủng long này. Con nào chưa ra trận thì cho nó lùi ra đằng sau. Thằng con này. Rồi, con màu vàng đã chưa trước không? Vậy thì con này chỉ có Superman ra tay. Rồi, đứng xa xa ra để con. Tại sao cái con của con lớn lắm á. Rồi. Ui sợ quá. Đếm 1 2 3 bắt đầu tấn công nha. Dạ. Bắn tên nha. Spider-Man này bắn tên chiếu chiếu nha. Hồi xin mình hồi xong. Rồi bắt đầu. Tấn công. Rồi dụng cả chân luôn. Con sẽ cho tất cả anh em luôn. Rồi bắt đầu Spider-Man này cho về và nghỉ đi. Rồi cho con khác lên chiến trường tiếp nào. À thù lên. Con sẽ cho tất cả luôn. Đây là từng người một. Cái nào? Con sẽ cho tất cả đi. Tất cả, vậy thì bây giờ sẽ cho cái xe tăng ủi đi. Xe tăng ủi làm gì mấy liên quan gì mấy cái này được. Xe tăng này ủi nha các bạn nha. Nếu như mà với cả con khủng long nữa ai nữa. Bây giờ cho xe tăng này ủi. Cho chú chó này lên điều khiển nha các bạn nha. Đây. Thi đốt. Đây, Ken ơi. Đó, đây là đội quân của mẹ mới nè, cái này của Ken này. Đội quân của con. Đây, đội quân của mẹ bắt đầu chiến ra chiến trận. Đầu tiên sẽ là chú chó này. Chị đâu? Điều khiển chiếc xe này nè. Đấy, vậy là không chú chó đi mẹ lâu hết nhỉ. Rồi, bắt đầu nha. Ken, cái nào ra chiến đấu vậy? Tất cả luôn mà, con lại nói tất cả mà. Cho con này lùi ra sau xíu đi, rồi. Ok nè. Tạo con cục lâu nè, bùm. Bắt đầu nha. Bắt đầu. Ok. Mẹ sắp thua hơn rồi, mẹ sắp thua con rồi đó. Rồi, từ bình tĩnh. Rồi. Bắt đầu nha, con này lùi ra xíu đi, chưa tới lượt. Con hai cả luôn, cả luôn mà. Cả luôn hả? Sao mà nhiều quá vậy? Rồi, bắt đầu nè, ủi nè. Đi. Con làm thế đi, mới đánh nhau mới được. Rồi, vậy là thua, ai thua vậy? Chẳng có ai thua hết, chỉ có một con này thua thôi. Rồi ơi, rồi tiếp nha. Dạ. Khi nào mà con nào mà ngã là con đã thua nha. Dạ. Bắt đầu tiếp tục. Rồi, mẹ thua rồi xong. Xe tăng đã bị thua rồi. Chăm xe kia. Những con này ngã là thua nha, những con này ngã là thua rồi, con này cũng ngã này. Rồi, ngã là thua nha. Con này đứng im là thắng, con này chưa có đánh nhau. Thế là thua rồi. Thua rồi con cho con bên đi. Ủa chưa, để con chân nó đứng hết lên nha. Thì mấy con này ngã rồi mà, rụng rồi đó rồi. Bây giờ 1 tỷ luôn, 1 tỷ luôn. Bây giờ đến con bự bự rồi, mấy con siêu khổng lồ của em kìa. Nhưng mà nó như là đại ca sợ lắm á.
đại ca sợ nên đại ca mới được. Rồi bây giờ tới chú. Bây giờ đến cùng mấy anh em này bia. Bây giờ mấy anh em này ra trận trước đúng không? Rồi mấy anh em ra trận trước đúng không Ken? Đúng. Ok, bây giờ mấy anh em ra trận thì cho chú cảnh sát đến xử lý nào. Chú cảnh sát đây. Rồi. Mẹ ơi, chú cảnh sát là của con hả? Chú cảnh sát của mẹ mà. Chú cảnh sát là của con, mặc tức. Mặc tức hả? Thôi đây, chú cảnh sát. Nếu mà mặc nào, mặc cười hay là mặc tức là của con. Đây là mặc cười, mặc cười của mẹ nha. Rồi bắt đầu nè. Chị đâu? Con này thua rồi đúng không? Thua rồi đi ra đây. Sao nhiều hả? Rồi mấy con này là đánh đánh nhau tiếp hả? À mấy con này ô, con này cũng vậy hả? Nè nè nè, con này chưa chết mà chị nói đùa thôi chứ mẹ có nói đùa. Nào, bắt đầu nha. Bắt đầu mẹ sẽ tấn công cùng con một, con cứ đứng cho nó thẳng lên. Không. Con sẽ cho, con sẽ mỗi lần con sẽ cho ba người, ba người. Ba người đánh nhau một hả? Dạ, ba người đánh nhau một không. Ok. Thêm nữa là con sẽ đi bại không, mì bại không. Ok. Rồi chiến đấu. Chiến đấu nha, bắt đầu. Bùm 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 bùm. Ủa chiến đấu phải nhìn cho đây chứ, sao nhìn cho đó là sao chiến đấu được? Rồi sao một Ken rớt rồi, té rồi không có đứng yên là thề là thua rồi. Ôi trời ơi, của mẹ thua rồi xong rồi. Xong thì rồi bây giờ tới chú chó. Ai tới chú khủng long, khủng long màu xanh. Đâu bây giờ tiếp theo. Nào con phải để xuống như này. Nào bắt đầu nha. Bắt đầu nào. Tiếp tục. Nhìn đây. Ding 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 ding. Ôi trời ơi, đụng rồi sao? Con bị gãy chân rồi. Rồi gãy chân thì thua luôn, cho vô đây. Dạ. Rồi. Mẹ. Vậy cái nào gãy chân rồi. Rồi bây giờ đến chú chó. Chú chó siêu khuyển. Siêu khuyển này vô để chiến đấu với lại đội quân của Ken nha các bạn. Bắt trong. Đây chú chó siêu khuyển. Rồi bắt đầu siêu khuyển nào tấn công. Nhìn nè, mẹ nhìn nè. Bùm. Rồi. Siêu tấn công. Rồi xong, rớt rồi, Ken thua rồi. Con thua rồi. Ok thua. Rồi bây giờ đến cái con khủng long của Ken ra đi để mẹ con cho cái con bự của mẹ tiếp chiêu chứ. Con bự của mẹ đang nằm đây chờ nè, bây giờ cho khủng long ra đi. Ok. Bia đại ca này lại bia đại ca này xuống. Uinh uinh uinh. Cha uinh uinh. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Nhẹ thôi không là bể. Ôi trời ơi, khiếp. Hả? Long trời lở đất luôn vậy. Sao thắng nổi đây. Rồi đừng đừng. Đại ca một con cũng chết luôn á. Thua rồi, thua rồi đây. À, con. Con này không biết là con gì nữa mà nó khỏe quá. Khủng long của Ken cũng thua luôn này. Thắng hai không rồi. Đụng đầu rồi. Tạm biệt các bạn đi. Hôm nay chơi lại được không? Ok, chơi lại. Tạm biệt các bạn đi, chơi lại clip xong. Thôi, phải cho bố nữa. Phải chơi tiếp. Tạm biệt các bạn đi rồi mình sẽ chơi ở clip sau. Bye bye. Chơi clip sau. Nha. Hẹn gặp lại các bạn. Gặp lại các bạn nha. Rồi chơi lại.